Vài năm trở lại đây, trào lưu sử dụng xe đạp không thắng fixed gear nở rộ, khiến phương tiện này trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Xe đạp fixed gear hay fixie là những chiếc xe không có thắng, để sau được bắt chết vào trục bánh sau. Chính vì vậy, khi đạp tới, xe sẽ đi tới, đạp ngược, xe sẽ đi lùi. Do vậy, chiếc xe này không cần sử dụng thắng để giảm tốc độ, mà sử dụng chính sức từ đôi chân của người sử dụng và bàn đạp của xe. Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao khiến các bạn trẻ lại nghiện chiếc xe đạp này như vậy. Hiện tại thì rất là nhiều dòng xe đạp mà mình chọn, sở dĩ mình chọn cái xe này vì thứ nhất là nó cũng đi theo cái trào lưu lúc đầu mà mọi người hay đạp này. Một cái điểm thứ hai nữa là cái xe đạp này nó rất là thời trang, nhìn nó rất là cool, rất là phong cách. Và một cái đặc điểm là nó rất là nhẹ. Như bạn thấy thì cái xe của mình á thì nó không có cái bộ thắng hay là những cái phụ kiện khác thì rất là nhẹ, nhiều khi mình có thể bưng khiêng rất là nhẹ, rất là tiện cho cái việc mà mình di chuyển. Vẻ ngoài đẹp và đam mê của em thích nó. Cái đó là theo phong trào của mấy bạn, nhưng mà muốn thích chơi này, chiếc này thì mình mua thôi. Có thể nói xe đạp không thắng thu hút các bạn trẻ chính nhờ dáng vẻ thể thao, thiết kế độc đáo, nhiều sắc màu nổi bật và gọn gàng do một số phụ tùng đã được lược bỏ. Đặc biệt khi sử dụng kiểu xe đạp này, các bạn trẻ thực hiện được nhiều động tác đặc biệt khiến các bạn thích thú hơn nhiều so với chiếc xe đạp truyền thống. Ban đầu chiếc xe này được sử dụng như một món đồ chơi phổ biến trên các vỉa hè công viên. Nhưng điều bất ngờ là trong thời gian gần đây, chiếc xe này đã tràn lan trên các con đường lớn nhỏ ngay trong khu vực nội thành với số lượng xe ngày càng đông. Đặc biệt người điều khiển chiếc xe lại là các em học sinh cấp 2, cấp 3, thậm chí cả cấp 1. Đáng báo động hơn là cách đi xe thiếu an toàn như thế này, lái xe không thắng chỉ với một tay. Lao vào dòng xe tấp nập, thản nhiên đi ngược chiều, tống hai trên xe, len lỏi giữa nhiều phương tiện cơ giới trên đường, thản nhiên thả hai tay uống nước khi điều khiển xe không thắng. Vì nó không có bộ thắng nên nhiều khi mình phải thắng bằng chân, đập ngược lại để mình thắng. Trên những cái đường mà đồng bằng á, phẳng á thì không sao, nhưng cái đường mà dốc đó, mình sổ dốc mà mình thắng bằng chân nữa, nó rất là khó. Và nhiều khi là cái lượng xe á, cái trường hợp mà không tốt á, lượng xe nó đông nhiều người á, như kẹt xe á, là lúc đó là như mình cảm thấy như mình lao thẳng vô người ta luôn. Và nhiều lúc á là mình coi như là mình sợ nguy hiểm, mình lúc mình phóng xe xuống đường luôn, là giục cái xe luôn đó, nhìn nó có bất tiện ở chỗ như vậy. Dòng xe này nguy hiểm hơn anh, tại vì đi là không có thắng, mình khi mình không quen là xe nó cuốn hút lên là mình lủi hay lủi về xe tải, cho nên đi thì phải gắn đèn. Mới vô là em không thắng được, phải tập cỡ 2-3 tháng thì mới thắng được. Đi chạy nhanh quá, thắng không được là ngã luôn chị. Như vậy, việc các em học sinh sử dụng chiếc xe không thắng này ngày càng phổ biến, qua hình ảnh mà chương trình camera cận cảnh đã ghi nhận được, có lẽ đã khiến người lớn phải quan tâm đặc biệt về mức độ an toàn của chiếc xe đối với các em nhỏ. Thế nhưng ngày nay, không ít phụ huynh sẵn sàng bỏ tiền mua chiếc xe này để các em được vô tư đi lại. Phải chăng vì người lớn chưa nắm rõ cơ chế hoạt động của xe và cách thức sử dụng của các em, cho nên đã dễ dàng thỏa mãn sự đòi hỏi cho con em mình. Còn các em, vì thích thể hiện bản thân mà không hề suy nghĩ đến những hậu quả nặng nề có thể xảy ra với mình và bạn bè nếu ngang nhiên đùa giỡn với tử thần ngay trên chiếc xe đạp không thắng này. Sử dụng chiếc xe này thì nó cũng không phải là xấu, nhưng mà tốt ở chỗ là mình nên đi những cái đường mà nó kiểu như mình tập thể dục ở cái đường mà nó bằng phẳng á, mình chạy, mình dạo, buổi chiều mình thể chạy xe đi dạo đó, ở những cái đường mà công viên hoặc là những đường bằng phẳng ít người đó, mình đi dạo cũng được, cũng hay. Nhưng mà còn những cái nơi mà để làm một phương tiện mà di chuyển ra một đường lớn hơn đó, để đi học hay là đi chơi xa thì không nên. Theo chị nghĩ là không có nên cho, tốt nhất là không cho luôn á, tại vì là tại đi ở ngoài phương tiện xe nó đông quá đó, không có an toàn. Mình đi Honda còn không an toàn, nó lấy gì là xe đạp đúng không? Mà đã phanh thì không có, còn đạp lùi nữa, nhiều khi nó gặp cái vấn đề gì mà tự nhiên nó bất ngờ quá là nó xử lý không kịp. Đề nghị chính quyền rồi các cấp, nói chung là những người có trách nhiệm trong xã hội phải lo cho các cháu thôi, không cho bán cái loại xe đấy nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại nguyên lý hoạt động của xe đạp không thắng. Khi đạp xuôi là xe chạy tới, đạp ngược xe sẽ chạy lùi. Như vậy để điều khiển chiếc xe này, buộc người sử dụng phải lường trước được những chướng ngại vật phía trước rồi mới giảm dần tốc độ đạp xe trước khi dừng hẳn. Liệu các em nhỏ có dự đoán được những tình huống bất ngờ trên đường để dừng xe hay không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu các em phản ứng không kịp trước những tình huống đột ngột xuất hiện trên đường? Khi mua cho con em mình xe đạp không thắng, các phụ huynh hãy hướng dẫn, khuyến khích và giám sát các em sử dụng xe một cách an toàn nhất.
tại những nơi phù hợp như các con đường vắng trong công viên, thay vì để các em vô tư đối mặt với tử thần mỗi ngày trên đường phố đông đúc như hiện nay.